Trên bản đồ vùng biển Việt Nam, đảo Song Tử Tây nằm ở cực bắc quần đảo Trường Sa. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, đảo Song Tử Tây được chọn để giải phóng đầu tiên vào ngày 14 tháng 4 năm 1975. Phát huy truyền thống của đảo anh hùng, quân và dân nơi đây vẫn ngày đêm vững tay súng, nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Là người được chọn để hô vang 10 lời thề danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung úy Lê Văn Sĩ, phân đội trưởng phân đội 85 đảo Song Tử Tây không khỏi tự hào. Đứng dưới lá cờ Tổ quốc, người chiến sĩ trẻ này càng ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cũng như đồng đội trong việc giữ gìn vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Chào cờ là một nội dung rất thiêng liêng. Hôm nay là lại là ngày mùng 1 đầu năm mới. Đó cũng là cái sự vinh dự của tôi, lần đầu tiên tôi chào cờ trên đảo. Thứ hai cũng gắn với trách nhiệm của tôi ở trên đảo để thực hiện nhiệm vụ sau này. Và trong một năm tới thì tôi cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ giao, để là điểm tựa, là chỗ vững tin để ngư dân vươn khơi bám biển. Tuy môi trường biển đảo có chút khó khăn nhưng bọn em vẫn có thể vượt qua và vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời của cha ông ta mà đã bỏ biết bao nhiêu xương máu để có được. Gần 50 năm sau ngày giải phóng, đảo Song Tử Tây đã có nhiều đổi thay. Ngọn hải đăng sừng sững giữa biển khơi đêm đêm dẫn đường cứ những con tàu vượt qua đá ngầm, bãi cạn và sóng gió. Nhiều công trình cũng đã được xây dựng trên đảo như nhà văn hóa, khu tưởng niệm hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, chùa Song Tử Tây, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trường tiểu học, nhà ở của nhân dân, bệnh xá. Trong niềm vui chuẩn bị đón năm mới, những món quà nhỏ trao tay hay những hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau gói bánh chưng đã giúp cho tình quân dân nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc ngày càng bền chặt. Mình có những cái món ngon gì đó là mình mời các chiến sĩ xuống, kết nghĩa xuống, ăn một chút là cái tình cảm. Rồi các chiến sĩ mời cơm mình lên, như là đó là tình cảm nhau rất là gần gũi. Vậy em cảm thấy rất là vui, không có còn cái cảm giác mà xê nhà. Quân dân mà trên đảo, các thành phần đều là hòa chung một cái không khí chuẩn bị đợt Tết, để sẽ quây quần bên nhau gói bánh chưng, cũng là hàn huyên câu chuyện, cũng là tâm giao lưu tình cảm của đơn vị với bà con, để cho bà con động viên bà con cùng với bộ đội để sát cánh với nhau, đoàn kết thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ giao. Là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 15 lần được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cùng nhiều phần thưởng cao quý. Truyền thống ấy đã và sẽ được chiến sĩ và nhân dân trên đảo phát huy, xây dựng xã đảo Song Tử Tây mạnh về phòng thủ, tốt về nếp sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước. Hàng năm cứ đến mỗi độ Tết đến xuân về, vào ngày mùng 1 Tết là chúng tôi tổ chức chào cờ. Chào cờ nó có ý nghĩa rất quan trọng. Cái thứ nhất ấy là cái việc chào cờ là để cán bộ chiến sĩ thấy được là cái vinh dự, tự hào, trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, biên giới hải đảo và khu vực mình được phân công. Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ khám chữa bệnh, cấp cứu và điều trị còn thiếu thốn, song bằng tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn vững, các y bác sĩ bệnh xá đảo Sinh Tồn luôn nỗ lực vượt khó khăn, cứu sống nhiều trường hợp là chiến sĩ, ngư dân trên các ngư trường thuộc quần đảo Trường Sa. Dù là một bác sĩ còn trẻ tuổi, thời gian công tác tại Bệnh viện Y học Hải quân chưa lâu, nhưng với nhiệt huyết và tinh thần không ngừng học hỏi trong quá trình công tác, vinh dự được bổ nhiệm làm bệnh xá trưởng tại đảo Sinh Tồn với Thượng úy Đinh Văn Trường, được phục vụ, được cống hiến cho nơi đảo tiền tiêu là niềm tự hào bản thân. Thứ nhất về bệnh xá thì về nhân lực thì hiện tại bệnh xá là có 4 đồng chí. Cơ bản là cũng đảm bảo được các cái nhiệm vụ trên
trọng tâm của bệnh xá trên đảo. Tuy nhiên, trong cái quá trình khám cấp cứu điều trị thì có nhiều trường hợp là về số lượng bệnh nhân vào đông, như những đợt cao điểm của ngư dân đi đánh bắt cá thì cái lượng bệnh nhân vào đông thì cũng cán bộ chiến sĩ ở trên toàn đảo như là chỉ huy các cấp quan tâm tạo điều kiện cho bệnh xá, và chính bệnh xá cũng sử dụng hết cái nội lực của mình để cố gắng hết sức để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ trên biển đảo. Song song với công tác khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ, bệnh xá còn là địa chỉ tin cậy của người dân, ngư dân khi gặp vấn đề về sức khỏe. Trong môi trường làm việc xa đất liền, nhiều rủi ro, bệnh xá trên đảo chính là điểm tựa để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Bác sĩ lúc nào cũng tận tâm với bệnh nhân, chăm sóc rất tốt, dạ, nên tôi thì rất biết ơn, quan tâm rất nhiều. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, thuốc men đầy đủ, bệnh xá đảo Sinh Tồn cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ làm việc trên đảo. Các bác sĩ tại bệnh xá đảo luôn túc trực tại bệnh xá 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Năm 2023, bệnh xá đã khám và cấp phát thuốc cho 890 lượt quân nhân và ngư dân vào đảo, cấp cứu và điều trị 10 trường hợp cho quân nhân và ngư dân, trong đó kết hợp với bệnh viện 175 chuyển bằng trực thăng 3 trường hợp để kịp thời điều trị trong đất liền. Lúc 2 giờ sáng em có đau bụng và em cứ nghĩ là đau bình thường rồi một lúc rồi thôi, nhưng nó đau quằn lên từng cơn hơn 30 phút rồi em mới gọi cho anh phân đội trưởng của mình rồi dắt em xuống bệnh xá rồi gọi cho bác sĩ trường xuống khám và bác sĩ chuẩn đoán là viêm đại tràng. Và sau đó bác sĩ trường cấp thuốc rồi cho em uống rồi giờ bệnh của em cũng đỡ hẳn, nhưng mà vẫn đang trong quá trình theo dõi ạ. Nằm xen những giữa tán lá phong ba, lá bảng vuông, trường tiểu học xã Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa được xây dựng kiên cố với đầy đủ các điều kiện thiết yếu cho công tác dạy và học của thầy và trò. Những tiếng EA đánh vần của các em học sinh vang lên trong lớp át tiếng sóng, tiếng gió của biển khơi. Không chỉ đặc biệt bởi toàn trường chỉ có một lớp, mà điều này càng đặc biệt hơn khi trong lớp là 8 em học sinh có độ tuổi từ mẫu giáo đến tiểu học. Rất là vui, rất là vui, rất là thấy mình có một cái gì đó mình làm được, một việc gì đó mà trước nay mình chưa có làm được. Mình cảm thấy con bản thân mình đã phát triển hơn, còn ngày càng hoàn thiện hơn để mà phấn đấu cho bản thân mình trong công tác giáo dục của tỉnh nhà riêng của cả nước nói chung. Giữa sóng gió trùng khơi, vượt lên khó khăn bằng tình yêu nghề, yêu trẻ, thầy giáo Lê Thanh Chiến vẫn ngày lại ngày cần mẫn với giáo án và những tiết giảng của mình. Do đó là lớp học của những điều đặc biệt đòi hỏi người giáo viên phải tổ chức giảng dạy dưới nhiều hình thức cho phù hợp với điều kiện thực tế ở đảo. Ở nơi đầu sóng ngọn gió của quần đảo Trường Sa, những lớp học đặc biệt không đơn giản chỉ là truyền dạy kiến thức, mà hơn cả, từ những lớp học giữa biển khơi, các em còn được bồi đắp, hôn đúc lòng yêu nước, tinh thần bám đảo, giữ biển. Ở nơi ấy, các em trưởng thành trong vòng tay yêu thương, che chở của gia đình, thầy giáo và cán bộ chiến sĩ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Thầy dạy cho con rất nhiệt tình và thầy, con cũng tiếp thu được những điều thầy dạy trong đầu con. Năm 2024, tình hình trên vùng biển quần đảo Trường Sa dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng lữ đoàn chính quy, hiện đại đang đặt ra những yêu cầu cao hơn. Do vậy, các cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá của quân đội, quân chủng, vùng 4 và lữ đoàn.